Quyển thứ 3 phần sau, Sa môn Quy Cơ, chùa Đại Từ Ân soạn. Phẩm phương tiện tiếp theo. Kinh văn: bấy giờ Thế Tôn tới không thể ước lượng, tán rằng. Dưới đây là 21 bài tụng chia làm hai phần. Phần đầu gồm 17 bài rưỡi tụng về hai diệu trước đây. Phần sau gồm 3 bài rưỡi nhằm khuyến phát tín tâm, nói rõ nay thuyết về thực thừa. Trong phần đầu lại chia làm hai tụng đầu là tổng tụng về hai diệu, 15 bài tụng rưỡi sau là biệt tụng về hai diệu. Đây tức là phần đầu. Một bài đầu tán thán chung về pháp sư diệu, một bài sau tán thán chung về pháp diệu. Đó là tán thán chung về Phật thân cùng công đức mà Phật thành tựu pháp thể diệu. Kinh văn: vốn từ vô số Phật tới khó thấy khó thể biết, tán rằng. Dưới là 15 bài rưỡi biệt tụng về hai diệu. Trong này chia làm 14 tụng đầu tụng về pháp diệu, một tụng rưỡi sau tụng về pháp sư diệu. Trong phần đầu lại chia làm 5. A. Một bài ca tụng, đọc tụng, tu hành hai thứ thậm thâm. B. Một bài ca tụng, quả hành, tăng trưởng công đức, khoái diệu tâm, ba thứ thậm thâm. C. Một bài ca tụng, vô thượng thậm thâm. D. Một bài rưỡi tụng về nhập thậm thâm. E. 9 bài rưỡi tụng về chẳng chung với nhị thừa, trụ trì thậm thâm. Đây là phần đầu. Chẳng tụng về văn nêu kinh văn, chỉ tụng về hai thứ thậm thâm vốn từ vô số Phật mà thụ trì là đọc tụng thậm thâm. Tu hành đầy đủ các đạo là tu hành thậm thâm. Do hai thứ thậm thâm này nên trí tuệ môn của Phật khó thấy khó biết. Kinh văn: ở vô lượng ức kiếp tới ta đều đã thấy biết, tán giảng. Đây là ca tụng quả hành, tăng trưởng công đức, khoái diệu tâm, ba thứ thậm thâm. Do tinh tiến dũng mãnh ở vô lượng kiếp thực hành các đạo này, quả hành thậm thâm tiến lành vang xa, tăng công đức tâm, đạo tràng đắc quả, ta đều biết đều thấy, nên gọi là khoái diệu tâm thậm thâm. Vì thậm thâm hy hữu, pháp đều thành tựu. Kinh văn: quả báo lớn như vậy tới mới biết được sự này, tán giảng. Đây là tụng về vô thượng thậm thâm. Tính chỉ đạo lý, tướng chỉ sự nghĩa, có nghĩa là pháp khó hiểu thì Như Lai biết được, chưa giản lược điều này, nay đầy đủ điều này. Kinh văn: pháp này chẳng thể bày, tới hạng tín lực kiên cố, tán giảng. Đây là tụng về nhập thậm thâm. Thậm thâm rất sâu là vì danh tự chương cú mà Phật thuyết pháp ý khó nắm bắt, nên cuối cùng khó thâm nhập lý giải, cho nên gọi là nhập. Thêm nữa, Phật tự trụ trì trong thâm pháp này nên gọi là nhập. Chẳng giống ngoại đạo, tuy thuyết các pháp mà chẳng thể tự nhập. Do Phật Thế Tôn nói về lý nhân duyên, chỉ có Phật tự nhập, người khác chẳng thể biết được, ý nghĩa khó lý giải nên gọi là nhập thâm. Luận rằng Phật tự trụ trì chẳng giống ngoại đạo, thuyết pháp nhân duyên rất sâu. Kinh này nói rằng pháp này chẳng thể bày, vì tướng ngôn từ tịch diệt, đạo lý nhân duyên đại tuyệt với ngôn ngữ. Các loài chúng sinh chẳng thể lý giải được, trừ bậc tín lực kiên cố trong các Bồ Tát. Từ sơ địa trở lên được 4 loại chứng tịnh. Vì họ tin Phật pháp tăng giới nên họ có thể tin diệu pháp, nhưng chưa viên chứng hai diệu như vậy, cho nên dưới đây nói rằng Bồ Tát bất thoái cũng chẳng thể biết. Chẳng thể biết có nghĩa là chẳng thể viên chứng, chứ chẳng phải là chẳng tín tri, do tin mà biết. Bồ Tát trước khi kiến đạo, tuy do suy lượng tin tưởng thì cũng biết, song chẳng phải là chứng tín, đã chẳng phải là hạng kiên cố, bởi vậy chẳng nói tới. Kinh văn: chúng đệ tử Phật tới lực họ chẳng kham nổi, tán rằng. Dưới có 9 bài tụng rưỡi tụng về sở tác trụ trì thậm thâm, chẳng chung cùng nhị thừa. Trong đó chia làm 4 tụng đầu tụng, thinh văn chẳng biết; 2 tụng tiếp tụng, bích chi chẳng biết; 3 tụng rưỡi cuối tụng, Bồ Tát chẳng biết. Trường hàng chỉ có nhị thừa chẳng biết, nhân nêu rõ họ chẳng biết cũng nói Bồ Tát chẳng biết. Trong mục thinh văn chẳng biết chia làm 3 phần. A. Một tụng rưỡi tụng chung về hết thảy thanh văn chẳng biết. B. Một tụng tụng riêng về hàng thanh văn để như lợi căn thu tử chẳng biết. C. Một tụng rưỡi tụng riêng nêu bật thinh văn đều lợi căn như thu tử và các đệ tử khác cùng nhau suy lường mà cũng chẳng biết. Đây là phần đầu. từng gần thiện hữu các lậu đã hết, chủ A-la-hán thân cuối cùng này có ba đức ấy mà trí tuệ lực chẳng thể biết được. Kinh văn: giả sử khắp thế gian tới chẳng đường được Phật trí, đáng rằng ở đây nói rõ thế gian đều như Thu Tử Lợi Căn đệ nhất, dốc hết tâm trí cùng nhau suy lường cũng chẳng thể biết. Vì đã chẳng biết Phật trí nên trí tuệ môn khó giải khó nhập. Chữ đọc là tấn, có nghĩa như chữ nhậm, tha hồ. Chữ cùng dốc hết hoặc đọc bản âm là tận, có nghĩa là hết. Chữ đọc là tứ, không đọc là tư. Nếu không nghĩa sẽ không khác nghĩa của từ đạc lượng, suy lường. Kinh văn: dù cho cả 10 phương tới cũng vẫn chẳng biết được, tán rằng 10 phương đều lợi căn như Thu Tử và các đệ tử khác, khắp cả 10 phương cùng nhau suy lường cũng chẳng biết. Kinh văn: bích chi Phật lợi trí tới chẳng biết được ít phần, tán rằng tụng này nói về bích chi chẳng biết. Bích chi so với thanh văn được gọi là lợi căn, lân giác so với bộ hành được gọi là lợi căn, nhưng cũng vẫn chẳng biết. Nếu chưa nhập quyết trạch phần của thanh văn mà khéo tu độc giác thì thành lân giác. Sau khi đã nhập quyết trạch phần rồi mà tu thì đều thành bộ hành. Tại giải thoát phần lúc chưa định sinh thì có thể thành lân giác vì số sinh nhiều, đã định sinh rồi thì cũng thành bộ hành vì số sinh ít. Kinh văn: Bồ Tát Tân phát ý tới chẳng biết được Phật trí, tán rằng dưới là bà tụng rưỡi nói Bồ Tát chẳng biết, trong đó chia làm hai tụng rưỡi đầu nói hạng phàm Bồ Tát chẳng biết, một tụng sau nói bậc thánh trên thập địa cũng chẳng thể biết. Đây là phần đầu. Bồ Tát Tân pháp ý có đủ 6 loại đức: một thân cận, 2 đạt nghĩa, 3 thiện thuyết khéo thuyết pháp, 4 số chúng chúng số đông, 5 nhất tâm, 6 trường thời. Loại này suy lường ước tính cũng vẫn chẳng biết. Chữ sát sái tức sát đa la trong tiếng Phạm ở phương đây gọi là điền thổ, cũng có chỗ dịch là quốc, nước, là thổ, đất. Đấy là dịch nghĩa mà thôi, chứ trong tự thư không có chữ này. Trong sách thuyết văn, chữ này viết là âm, đọc là sất, âm thử thanh thất, có nghĩa là tiếng dao cắt vật. Kinh văn: các Bồ Tát bất thoái tới cũng vẫn chẳng thể biết, tán rằng đây là tụng nói rằng địa thượng thánh chẳng biết, hoặc 2 tụng rưỡi nói trước thất địa chẳng biết, từ sơ địa trở lên cũng gọi là tân phát ý vì chứng phát 10 loại tâm. Một tụng sau nói về hạng từ bát địa trở lên chẳng biết, hạng này cũng gọi là bất thoái. Môn Thậm Thâm đã nói ở trước có 8 loại này. Này trong loại thứ 8 tán thán Phật trí, tỏ rõ trí thâm, nên môn ấy cũng thâm. Hoặc ở trong 15 tụng rưỡi tán thán riêng diệu pháp, riêng pháp diệu, thì 6 tụng đầu tán thán trí môn diệu, cứ theo cách giải thích trước kia mà ghép vào. 1 tụng rưỡi sau nói về bất cộng thâm, 8 tụng kế tán thán trí thâm vì ba thừa, chẳng biết Phật trí tuệ, nên cứ theo nghĩa mà giải thích tụng thì chắc chắn có thể biết được. Kinh văn: lại bảo xá lợi Phất tới 10 phương Phật cũng thế, tán rằng một tụng rưỡi này tán thán chung pháp sư diệu, không có biệt tụng. Kinh văn: xá lợi Phất nên biết tới sẽ phải thuyết chân thực, tán rằng dưới đây là 3 tụng rưỡi khuyên phát tín tâm, nói rõ này sẽ thuyết thực thừa, trong chia làm 2. Một tụng rưỡi đầu chỉ bảo riêng Thu Tử, tỏ rõ nay thuyết thực thừa. 2 tụng sau vào khắp cả nhị thừa, nói rõ ban đầu là phương tiện. Đây là ban đầu các ông chưa chứng điều mà ta nói, thế thì đối với điều mà ta nói hãy sinh tín tâm. Kinh văn: bảo các chúng thanh văn tới dẫn họ khiến được xuất, tán rằng 2 tụng này bảo khắp nhị thừa, chia làm 2. Một tụng đầu tụng về bảo khắp tới niết bàn, một tụng sau nói rõ ý Phật giáo hóa bằng 3 thừa. Do nhị thừa chỗ nào cũng chấp giới địa nên Phật dẫn họ khiến họ xuất ly, lại thuyết 3 thừa, về lý chỉ có 1. Hội này chỉ có cực quả thanh văn, còn duyên giác thì không có, nên kinh nói cùng người cầu duyên giác thừa, thanh văn thì chẳng thế. Kinh văn: bấy giờ trong đại chúng tới mọi người đều nghĩ rằng, tán rằng dưới đây là đoạn thứ 2 nói về 4 chúng kinh nghi, nêu lên việc Thu Tử thỉnh tới 3 lần. Vì thỉnh Phật 3 lần nên Phật cũng bảo thôi 3 lần, thôi đều ở trước, thỉnh đều ở sau. Luận giải thích 3 lần bảo thôi như sau. Lần bảo thôi đầu là thị tướng khiến phải hỏi lấy nhất thừa, lần bảo thôi sau đó là muốn khiến đại chúng suy tìm thâm cảnh, khao khát muốn được nghe. Lần bảo thôi cuối cùng là muốn khiến kẻ xấu rút lui đi. Tới phần dưới sẽ biết. Thêm nữa, trong 3 lần thỉnh thì lần đầu là mang theo mối nghi ngờ của bản thân và của người khác mà thỉnh. Lần thứ hai thì trình bày rõ đại chúng đã trồng nhân ở nơi Phật khác nên nài thỉnh. Lần cuối cùng thì tường thuật rõ bản thân và người khác đã theo sự giáo hóa của Phật, nay kham nổi việc nghe Pháp nên cố nài thỉnh. Trong 5 đoạn luận, từ đoạn thứ 3 nói về phần đại chúng định nghi ở dưới, đại chúng đối với điều tự mình chứng được, tâm sinh quyết định. Đối với điều Phật thuyết thì lại sinh nghi, vì chúng kinh nghi nên thu từ phát thỉnh. Thỉnh đã tới 3 lần, vẫn theo đó mà có 3 đoạn. À, lần bảo thôi đầu thuộc mục xướng xuất nhất thừa ở trên. B, 2 lần bảo thôi sau nhiếp thuộc trong văn thỉnh này. Lần thỉnh đầu chia làm 2 phần. Đầu tiên là đại chúng sinh nghi, sau đó là thu tử thỉnh. Luận nói đoạn thứ 3 nói về phần định nghi rằng từ đây trở xuống y vào 3 loại nghĩa mà thị hiện. 1. Quyết định. 2. Nghi. 3. Y vào sự gì mà nghi. 2 nghĩa đầu trong mục đại chúng nghi. Nghĩa y vào sự gì mà nghi trong mục thu tử nghi. Mục đại chúng nghi có 2 phần. Phần đầu tiên nêu lên chúng nghi, sau đó nói rõ ý nghi. Đây là phần đầu. Kinh văn: nay Đức Thế Tôn tới không thể sánh kịp, tán rằng. Dưới đây là nói rõ về ý nghi, có 2 phần. Đầu tiên nhắc lại duyên do sở nghi, sau đó chính thức nói rõ cái ý định nghi. Đây là phần nhắc lại duyên do nghi điều Phật thuyết trước đó, pháp mà Phật chứng đắc thậm thâm nan dài, nhắc lại điều Phật thuyết trước đây. Chư Phật trí tuệ thậm thâm vô lượng, có điều ngôi thuyết ý thú khó biết, giải thích điều Phật thuyết trước đây trí tuệ môn khó hiểu khó nhập. Do 2 thứ thậm thâm này nên nhị thừa chẳng biết. Trước là thuyết minh rõ phần trên, sau là để nối tiếp với phần dưới gộp lại gọi là phương tiện. Cớ sao mà Phật tán thán đó là ý nghi ngờ. Kinh văn: Phật thuyết một nghĩa giải thoát, tới nghĩa này tới đâu, tán rằng. Đây là nói rõ cái ý định nghi, có nghĩa là đến niết bàn trở lên thì gọi là quyết định nghĩa. Đối với quả pháp hữu vi vô vi mà tự mình chứng được, quyết định đã lâu không còn nghi ngờ, mà nay lại chẳng biết nghĩa này tới đâu thì gọi là chẳng, gọi là nghi nghĩa. Có nghĩa là đối với điều Phật nói trước đây rằng pháp mà Phật chứng được rất sâu khó hiểu, có điều dùng ngôn ngữ mà thuyết minh thì ý thú cũng khó biết. Trong đây chẳng biết nghĩa Ngài nói đây nhằm đi tới đâu, ý thú ra sao, nhằm nói tông chỉ gì, vì vậy cho nên gọi là nghi nghĩa. Chữ thú có 2 âm thú và xúc, đây lấy âm đầu. Nghi ý tức là có ý nghi rằng nếu nói giải thoát thì ta đã được rồi, lại nói khó biết, thế thì dụng ý định thuyết pháp gì. Luận nói rằng quyết định nghĩa, ý nói có thanh văn phương tiện chứng được thâm pháp, sinh tâm quyết định, vì họ ở trong đạo thanh văn mà đắc phương tiện và niết bàn chứng. 2 loại pháp như vậy thị hiện pháp hữu vi và vô vi, như đoạn trong kinh: bấy giờ trong đại chúng cho tới cũng được pháp này, đến niết bàn. Nói 2 pháp, đó là chỉ phương tiện và niết bàn chứng. Phương tiện là đạo hữu vi năng chứng sinh không trí, niết bàn là lý vô vi sở chứng không lý. Từ đó năng đắc năng tu, vì 2 pháp này thích hợp đắc quyết định. Luận rằng gọi là nghi nghĩa, là vì thanh văn bích chi Phật chẳng thể biết được, vì vậy nên sinh nghi. Như đoạn trong kinh nói rằng mà nay lại chẳng biết nghĩa này tới đâu.